Xin chào các bạn đang theo dõi kênh YouTube Vườn Đào Thái Dương. Hôm nay ngày mùng 3 tháng 12 năm Quý Mão, mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách hãm và thúc cây đào để cho hoa có thể nở trúng vào dịp Tết. Trường hợp thứ nhất, mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mình hãm khi những cây đào có nụ có nguy cơ nó nở sớm trước Tết thì các bạn thì dấu hiệu để nhận biết những cây nào sẽ cho hoa nở trước Tết đó là xuất hiện trên cây đã bắt đầu có nhiều những cái nụ to, điểm này rất dễ nhận biết. Và cái điểm nhận biết thứ hai đó chính là có hoa nở bói. Và cái điểm nhận biết thứ ba xin nhấn mạnh với các bạn, điểm nhận biết thứ ba này là quan trọng nhất, đó là trên đầu ở một số cảnh râm đã bật lộc. Đây là dấu hiệu cho thấy cây đào đã đến thời kỳ bắt đầu nở hoa và hôm nay tính từ hôm nay thì còn đúng 4 tuần nữa sẽ là đến Tết như vậy từ hôm nay đã bật lộc và xuất hiện một số các cái nụ to đầu trắng thì đây là dấu hiệu cái nào những cái nào như vậy có nguy cơ nở sớm thưa các bạn và chúng ta cần phải tiến hành hãm ngay bằng cái biện pháp hãm khẩn cấp như mình cũng đã chia sẻ với các bạn nhiều lần năm nay do thời tiết nắng ấm và độ ẩm cao do tác động của El Nino theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì nhiệt độ mùa đông năm nay cao hơn so với các năm trung bình từ khoảng 0,5 đến 1,5 độ C. Lượng mưa cũng lớn hơn và tiết năm nay đến muộn hơn so với tiết năm ngoái khoảng 20 ngày. Chính vì vậy có nhiều cây nào đã có nguy cơ nở sớm. Và các bạn xem những cây nào đã có nụ trên những cái cành nhỏ chết đây là những cái cành răm nó được ra từ hồi đầu năm và trên nhiều đầu răm thì đã có xuất hiện những cái lộc non bật ra và cũng đã có hoa nở bói và những cây nào này mình sẽ tiến hành hãm gấp để hồng cứu vãn lại tránh cho cái việc hoa nở sớm quá trước tết thì các bạn và biện pháp thì nó có nhiều kể từ đầu năm đến bây giờ mình đã cũng áp dụng nhiều biện pháp rồi nhưng biện pháp tức thì ngay bây giờ đó chính là xung quanh gốc chúng ta sẽ chặn rễ để hạn chế cái lượng nước và chất dinh dưỡng đưa lên nuôi cây nó sẽ hạn chế được phần nào cái tốc độ sinh trưởng của lộc và hoa. Các bạn cũng nên phát hiện sớm và làm sớm nhé. Nếu như chúng ta để muộn quá thấy phần lớn nụ của những hoa cái nụ hoa ở trên cây đào này đã bắt đầu bật đầu trắng và phần lớn các răm đã bật lộc non thì coi như đã hoàn toàn thất bại rồi các bạn. Không có cách nào hãm được nữa. Hết thuốc chữa. Chỉ là những cây có nguy cơ mình phát hiện sớm thì mình cũng mới có thể hãm thành công. Đây, ví dụ như cây này thì trên cành răm của nó mới đã bắt đầu có xuất hiện một số răm có xuất hiện lộc và có một số nhỏ ít thôi cành răm xuất hiện những cái nụ bật đầu trắng thì mình sẽ tiến hành bới gốc ra ở cái phần này mình đã đánh chặn khoảng 2 phần 3 vào thời gian trước bây giờ còn khoảng thời cái, cái phần đất còn lại mình sẽ dùng thủng cuốc để gạt ra để lộ bầu đất mục đích là hạn chế rễ của cây đưa nước và chất dinh dưỡng lên để nuôi hoa và lá như vậy nó sẽ có phần làm cho quá trình nở hoa của cây chậm lại hy vọng sẽ vớt vát được cũng rất may là số lượng những cây như thế này ở trên vườn nhà mình là ít vườn này khoảng 300 cây thì mất khoảng chục cây như vậy thôi nhưng mà mình vẫn tiến hành hãm thứ nhất là cũng để vớt vớt là vát lại những cái số cây này và thứ hai là mình cũng đã kiểm tra tiếp lại một lần nữa xem mức độ hãm như thế nào đây các bạn xem như cây này. Trên các cái đầu răm có nhiều lộc và số lượng nụ lớn chiếm tỷ lệ cao rồi. Thì cây này mình sẽ không hãm nữa mà để cho hoa nở tự do thôi các bạn. Cây này coi như là hết thuốc chữa. Để một số cây nở sớm thì cũng có mục đích riêng của mình đó chính là khi khách đến mua đào thì cũng đã có những cây nó nở sớm hơn có mặt hoa để khách có thể kiểm tra được đặc biệt là những khách mới mua lần đầu thì thấy được mặt hoa thì khách cũng yên tâm hơn khi lựa chọn chơi những cây đào bởi vì thấy được cái phần nào cái chất lượng của hoa những cây đào ở trên vườn nhà mình còn những cây còn khả năng hãm được thì đấy ví dụ như cây này mình sẽ dùng thủng để đào bới thôi nó là biện pháp tức thì còn ở đây ta chuyển sang ở một số các cái luống khác thì phần lớn những cây đào ở trên vườn nhà mình thì cho đến thời điểm này chưa cần phải hãm hay thúc gì cả các bạn ạ bởi vì theo nhận định của mình thì nó đang đang trong tầm kiểm soát đang giống như dự tính ban đầu những cây này thì trành răm có rất là nhiều nụ hoa nhưng nó Cách đây khoảng 2 tháng mình đã thấy nó lớn như thế này rồi và đến bây giờ nó chưa thay đổi gì cả. Và trên những đầu cành răm này thì vẫn còn cả những cái lá già mình tuốt còn sót lại và chưa có cành răm nào nó bật lộc non lên. Tức là nó vẫn đang ở cái mức bình thường, chưa có dấu hiệu là hoa sắp nở. Tất nhiên trong khoảng thời gian này mình cũng phải thường xuyên thăm vườn. Thì nếu như có dấu hiệu nở sớm thì mình can thiệp nhanh để có thể kịp thì phần lớn những cây nào nhà mình đã tiến hành để mà hãm thì bây giờ mới tiến hành hãm chỉ là một cái khâu cuối cùng thôi các bạn thực ra để hãm cho năm nay mình nhận định là hoa đào sẽ nở có khả năng nở trước tết sớm trên ngay từ khi ghép mắt đào thì mình đã cũng đã có ý lựa chọn cái giống đào này là thường mình theo dõi trong nhiều năm trước đây là giống đào phai kép mà nó nở muộn hơn ở quê mình gọi đây là giống phai kép có nguồn gốc từ Hải Phòng. Không biết là đã du nhập về Thanh Hóa được bao nhiêu năm mình cũng không biết chính xác. Nhưng cách đây khoảng 30 năm thì ở những địa phương gần quanh chỗ mình ở thì đã trồng loại đào này rồi. Và nhiều vườn ở đây vẫn cứ gọi ngắn gọn là phai kép Hải Phòng. Loại đào này nó nở chậm hơn so với loại đào phai kép có nguồn gốc từ Hà Nội thì đào hải phòng và đào hà nội thì đây là cái cách gọi tương đối ở trong vườn nhà mình để phân biệt được hai loại đào phai này thôi các bạn nhé không biết là ở hải phòng hay hà nội người ta gọi những cái giống đào này là gì mình cũng chưa rõ nhưng nhận thấy giống đào này nở chậm hơn cho nên trong đầu năm gần như toàn bộ phai kép ở trong vườn nhà mình mình đã ghép loại đào này cả thôi các bạn đó là bước thứ nhất ngay từ khi ghép mắt mình đã lựa chọn cái loại đào có khả năng nở muộn hơn so với cái giống đào khác đó là bước hãm thứ nhất rồi các bạn và cái bước hãm thứ hai cũng rất là quan trọng trong quá trình cắt răm thì mình cũng đã cố gắng tính toán để răm đủ dài và hãm trước so với năm ngoái khoảng một tháng như vậy năm nay à, hãm muộn hơn xin lỗi các bạn năm nay mình hãm muộn hãm răm lần cuối chốt răm đấy các bạn mình tiến hành muộn hơn so với năm ngoái khoảng một tháng đó là bước thứ hai và bước thứ ba là tuốt lá các bạn tuốt lá thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn clip gần đây mình tuốt lá hôm 19 20 tháng 11 âm lịch thì đến nay đã được khoảng 13 ngày rồi hai tuần Đấy, mình tuốt lá được hai tuần rồi những cái nào này như vậy từ đầu năm đến bây giờ nhận định năm nay đào nở sớm thì mình đã tiến hành được ba bước hãm rồi các bạn mình xin nhắc lại thứ nhất là chọn giống đào nở muộn bước thứ hai là mình hãm rằm muộn hơn so với năm ngoái một tháng và thứ ba là mình tuốt lá muộn hơn so với năm ngoái khoảng 20 mươi hai ngày gần một tháng Giống đào này bình thường các năm người ta sẽ tuốt lá trước Tết khoảng 55 đến 60 ngày. Nhưng năm nay còn 40 ngày nữa mình mới tuốt lá. Thì cho đến bây giờ mình nhận định rằng những cái cây đào này sẽ cho hoa nở vào đúng Tết thôi các bạn. Khoảng 25 26 gì đó bắt đầu nở và nở rộ sẽ vào vào Tết. Tuy nhiên để đảm bảo chắc chắn 100% chưa thì là chưa các bạn nhé. Bây giờ nói trước thì vẫn đang còn hơi sớm Mặc dù chỉ còn 4 tuần nữa thôi Thời tiết nó vẫn có thể thay đổi Hiện tại bây giờ Thanh Hóa nhiệt độ đang trên 20 độ C Và lượng mưa cũng có mưa phùn các bạn Và trong cuối tuần tới thì tháng khoảng thứ 6, thứ 7 Mình xem dự báo thời tiết thì nhiệt độ có thể lên đến 25, 27 độ C Nhưng sang cuối đầu tuần sau nữa thì mình nhận thấy nhiệt độ có thể xuống thấp, chắc là một đợt không khí lạnh về tăng cường. cho nên những kênh đào này đến bây giờ mình chưa quyết định là hãm thúc gì cả, bởi vì nó vẫn đang trong như dự tính của mình. tất nhiên đang trong quá trình theo dõi. nếu có gì thay đổi bất thường thì mình sẽ can thiệp. và nó cứ diễn ra như dự tính, như mong muốn của mình thì cứ để vậy cái đã các bạn nhé. Như vậy cái việc hãm đào thì cũng tương đối là phức tạp Mình cũng đã đúc kết nhiều năm Vui buồn với cây đào Cũng năm nay là năm thứ 28 rồi các bạn Và cũng chả giấu gì các bạn Phần lớn những cái năm trong đó thì Mình đều bị thất bại rất nhiều Năm nở sớm, năm nở muộn Nó cũng khó nên mình cố gắng đúc kết, học hỏi Tự mình rút ra kinh nghiệm cũng như là học hỏi nhiều người khác để cố gắng đưa ra những cái biện pháp xử lý cho nó phù hợp năm ngoái thì mình cũng đã thành công trong cái việc là cho hoa đào nở sớm mình cho nở khoảng tầm 22 23 tháng chạp âm lịch và do nhiệt độ năm ngoái thấp cho nên đến Tết những cây đào của mình vẫn đang rất nhiều hoa có thể nói là năm ngoái là mình xử lý thành công nhưng năm nay còn 4 tuần nữa đến Tết thì cũng chưa dám nói chắc điều gì. Nhưng rõ ràng mọi sự đang diễn ra theo như dự tính các bạn ạ. Đấy đó là cái việc hãm đào Bây giờ thì các bạn nếu như thấy những cây nào ở trên vườn có nguy cơ nở sớm thì chúng ta chỉ còn một cách nữa thôi. Đó là hãm bằng cách chặn rễ để hạn chế nước và dinh dưỡng. Ở trên vườn này mình cũng có một số những cái loại cây đào ở cái vùng mà nó khô hơn, đất kém dinh dưỡng hơn. Và ít ánh sáng hơn. Thì nụ cũng đang còn bé các bạn nhé. Nên đây là những cái cây đào Đấy mình cũng đã chia sẻ với các bạn cây đào phai năm cánh Nhìn trên cành răm nụ của những loại đào này thì nhìn nó bé hơn những loại phai kép kia bởi vì Đây là giống đào nụ nó không có lông Mình vẫn đang tiếp tục theo dõi Nếu như có khả năng muộn thì mình sẽ thúc Còn vừa thì thôi Nhưng mà khả năng vừa là cao Mình cũng chia sẻ luôn nữa với các bạn Nhưng năm nay thì số người được thúc đào thì ít thôi các bạn Phần lớn mình nhận thấy cũng nguy cơ bị nở sớm là phần nhiều thì thúc nó đơn giản hơn hãm nhiều nếu như những cây đào này có nguy cơ nở muộn mình sẽ tưới đẫm nước và bón bổ sung phân lân và phân kali các bạn nhé nếu như trên mặt đất ở gần gốc cây của các bạn mà có ụ hoặc là nó không đọng được nước nhiều mà tưới nước nó không thấm đẫm được ấy, thì kinh nghiệm của mình làm các năm trước Mình thúc đó là đào một cái hố ngay bên cạnh gần gốc đào Và bơm nước đầy vào hố đó Thì nước sẽ nằm ở đó nhiều và nó sẽ thấm ướt Đảm bảo cho gốc đào của các bạn được đẫm nước các bạn nhé Thì cái việc thúc năm nay mà thúc đào thì dễ dàng thôi Bởi vì ấm và ẩm mình chỉ cần tưới đẫm nước và bón bổ sung thêm lân và kali thì hoa đào sẽ đẩy nhanh tốc độ nở lên thôi các bạn ạ. Đấy. Đây là những cái kinh nghiệm mình đã đúc kết trong nhiều năm trồng đào. Cũng hy vọng là năm nay sẽ có đào trúng vào dịp Tết. Xin chia sẻ một số các kinh nghiệm ít ỏi để các bạn tham khảo. Nếu như những cái đào trên vườn nhà các bạn có nguy cơ sớm, nở sớm, mà các cái dấu hiệu như mình đã chia sẻ thì các bạn hãy can thiệp nhanh nhé để cho kéo dài thời gian nở của hoa đào và nếu như ai đó ở một số vùng mà có nhiệt độ thấp đất nó hơi khô và cằn cỗi một chút thì có nguy cơ chậm thì các bạn hãy thúc bằng cách tưới nước và bổ sung lân kali các bạn nhé trên đây là một số kinh nghiệm của mình trong cái việc điều chỉnh cho hoa đào nở trung tết xin chia sẻ để các bạn tham khảo nếu chỗ nào mà chưa rõ thì các bạn có thể hỏi nếu biết được mình sẽ sẵn sàng chia sẻ chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau